chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với channel của mình. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn. Kamsahamnida. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đến chương trình Sahue Thông Hap Program Otanke. Hôm nay mình sẽ nói về bài 1 in khoa phần Sahue. Bài 1 có tựa đề là Hankukui Sangchin, là biểu trưng của Hàn Quốc, tượng trưng hay là biểu tượng của Hàn Quốc. Hôm nay mình sẽ đi qua bài 1 phần 1. Bài 1 phần 1 có tựa đề như sau: Tê Hàng Minh Quốc Uy Quốc Kỳ Qua Quốc Ca Ninh. Bài này có nghĩa là quốc kỳ và quốc ca của Hàn Quốc. Sau đây mình sẽ đi qua phía bên tiếng Hàn là Hàn Quy Chong Chít Cúc Ca Miên Nên Tê Hàn Minh Cúc Quy Hàn Quốc Nguyên Tê Hàn Minh Cúc Ira Nên Cúc Ca Miên Nên Chú Yor So Gu Đư Nên Cốt Tà Hàn Chà Rô Nên Dương Hò Rô Nên Republic of Korea Koro Handa Iban Chokro Nam Hangi South Korea Rako Hanen Gingudo Ikninde Igosun Bukhan Kwa Kubyongyo Urunun Mingjit Ida Hingcheyi Kukka Mingin Tehang Mingkuk Chen Kubek Sasipanyang Mutha Sajam Diko Ista. Bài này mình nói sơ qua những từ vựng. Xíu nữa mình nói đi. Bây giờ mình nói sơ qua bên nghĩa của cái này sơ chút xíu. Thì Hàn Quốc thì có tên gọi là Tê Hàn Minh Quốc nha các bạn. Tê Hàn Minh Quốc, Đại Hàn Nhân Quốc. Bây giờ mình nói qua bên từ vựng chút xíu ha. Tê Hàn Minh Quốc là Đại Hàn Nhân Quốc, tiếng Anh là Republic of Korea. Quốc kỳ là quốc kỳ, National Flag. Quốc ca là quốc ca, National Theme. Chong Chit là chính thức, Official. Kubin Hata là phân biệt, Disney. Miên Chinh là tên gọi, danh xưng. Nghe các bạn, Miên Chinh là tên gọi, danh xưng. Thì mình nói qua bên cái Sang Chinh là cái biểu tượng nha các bạn, biểu tượng tượng trưng. Chong Chit là chính thức á. Kubin là phân biệt nha các bạn. Ba Thanh là nền tảng Ho Văn. Nguyên Giang là mẫu hình Ho Văn nha. Trung An là trung tâm nha. Mosori là gấp cạnh nha các bạn. Khuê là quế nha. Mình nói thêm chút xíu cho các bạn, chứ trên màn hình thì không có, mình đọc thì các bạn nghe nha. Khuê là quế. Hạt âm là trong sáng. Xuân su là thuần khuyết, trong sáng. Phiên hoa là hòa bình. Chuân khuy là tôn quý. Huy mang là hy vọng nha các bạn. Thananata là thể hiện. U chu là vũ trụ. Các là từng mỗi. Rồi Khôn là quét càng. Khôn là việc khôn. Kham là việc khám. Ly và vị ly. Cha dân là tự nhiên.
chút xíu nữa mình nói rõ hơn, mình sẽ ghi trên lá cờ cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi qua phần dịch tin tức của bài này có tiếng Việt nha các bạn. Ok, mình sẽ đọc qua là bài dịch này có nghĩa là: tên quốc gia chính thức của Hàn Quốc là Đại Hàn Dân Quốc. Hàn Quốc là tên gọi rút gọn của Đại Hàn Dân Quốc, theo tiếng Hán là Đại Hàn Dân Quốc, và tiếng Anh thì gọi là Republic of Korea. Cũng có trường hợp gọi là Nam Hàn hay gọi là South Korea. Để phân biệt với Bắc Hàn, tên quốc gia Đại Hàn Dân Quốc được sử dụng từ năm 1948 cho đến nay. Thì để phân biệt với Nam Hàn và Bắc Hàn á, thì người ta gọi là Hàn Quốc gọi là South Korea nha các bạn, là phía Nam á, phía Nam của bán đảo Triều Tiên các bạn, gọi là Nam Hàn ha. Tây Hàn Minh Quốc là Đại Hàn Dân Quốc nha các bạn. Đó là tên quốc gia chính thức được áp dụng vào năm 1948 cho đến nay nha các bạn, được gọi là South Korea. Thì mình cũng đã dịch và nói sơ qua cho các bạn nghe. Bạn nào nghe không kịp thì các bạn nghe lại một lần nữa ha. Tên quốc gia chính thức của Hàn Quốc là Đại Hàn Dân Quốc. Hàn Quốc có tên gọi rút gọn là Đại Hàn Dân Quốc, tiếng Hán gọi là Đại Hàn Dân Quốc, tiếng Anh gọi là Republic of Korea. Cũng có trường hợp gọi là Nam Hàn hay gọi là South Korea. Để phân biệt với Bắc Hàn, tên quốc gia gọi là Đại Hàn Dân Quốc được sử dụng từ năm 1948 cho đến nay. Mình đọc hai lần bạn nghe. Bạn nào mà chuẩn bị thi thì nghe đỡ biết đỡ thi. Bạn nào mà nếu mà không có thi bên phần Sa Huê Thông Hấp Program á, thì các bạn nghe đỡ biết các bạn. Các bạn biết là như vậy nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi qua bên phần lá cờ nha các bạn. Ok, nãy mình nói đó, thì lá cờ của Hàn Quốc thì chút nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn. Bây giờ mình đang, các bạn nhìn lên hình thì mình sẽ chia cho các bạn. Có cái nền là màu trắng, chính giữa có vòng tròn và nó có sự phiên hoa và hòa hợp, là cái hòa hợp giữa màu đỏ và màu xanh, đó, tượng trưng cho sự màu trắng là tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết. Phiên hoa là hòa bình nha các bạn. Chôn ghi là thuần túy. Rồi cái dấu ngã đó gọi là hòa hợp giữa vũ trụ với nhau nha. Có bốn quế là về con, là về con là về càng, tượng trưng cho Hanu là bầu trời. Con khôn là tan là đất các bạn, là khôn, tượng trưng cho khôn. Cam là về khám, là tượng trưng cho nước. Và ly là tượng trưng cho quế ly, là tượng trưng cho bull là lứa nha các bạn. Là mình đọc như thế này các bạn dễ hiểu nha. Khôn khôn khám ly. Thì có ba quế, thì nó có bốn quế, thì mỗi quế khôn là nó có ba gạch, khôn là nó có sáu gạch, cam là nó có năm gạch, và ly là nó sẽ bốn gạch. Hanu là bầu trời là ở trên nha các bạn. Bul là ở dưới, là ly là nó có bốn gạch nha, các bạn nhớ nha. Phiên hòa hợp là cái sự hài hòa giữa vũ trụ với nhau các bạn, hài hòa. Chúng ta mình nói rõ hơn cho các bạn xem. Bây giờ mình đi qua bên
cookie nha, là lá cờ đó. Nói về tiếng Hàn một xíu. Đây hàng mình cookie, cookie-rin hay cookie là gọi lá cờ của Hàn Quốc, tiếng Hàn gọi là the cookie, là gọi là the cookie nha các bạn. The cookie huynh xét ba thăng ba gang xét khoa thật năng y the cookie muôn nhang y trung ngang y cố mù ri con gân xét nè khuê ca ista huynh xét ba thăng ơn bạc âm khoa xuân su phuyên nghe thế hàn sarang imita. Mình đã nói qua bên tiếng Hàn thì bây giờ mình đi sâu vào trong cái lá cờ một chút xíu để cho các bạn nắm vững nha, để các bạn còn thi nữa. Trung an nghe ít nên thê cực kỳ môn nhân chung và khang nên chung khuy phá răng nên huy mang nên nà thân nê cổ bạc hàn khoa phá răng y ham chứ chinh gọt xinh chú hà rư nên u chú phô hàn hàn tả chú bê nghe ít nên xa khuê nên khắc khắc khân hà nên khôn tăng tham môn li bún ini ha gật uro cha yên chú hoa khang chú hàn tà. Phần này mình lúc nãy mình đã giải thích rõ cho các bạn ở bên lá cờ rồi, thì bây giờ mình sẽ các bạn nhìn lên màn hình, các bạn nhìn thấy nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình sẽ nói về bên nghĩa là trung an là trung tâm nha các bạn. Đó, trung an nghe là trung tâm nha. Thế cực kỳ là muôn nhân. Giờ nói bên cái từ vựng một xíu, tiếp tục nói Irohan imi imirin korohan te thế cực kỳ rin phiên hoa qua hoa hạp hơn kháng chu hạ cô isin arasuita. Hàn Quốc ở sơn quốc kinh in ina quốc ca kỷ niệm hệ cực kỳ lên cha sinh chìm muôn áp ina chẳng cái ta nên có si in băng chốc y ta. Cái lá cờ thì được treo ở nhà cũng được các bạn, nhà treo những ngày kỷ niệm. Còn phiên hoa qua hòa hợp á, phiên hoa qua hòa hợp nha, là sự hòa hợp với nhau á. Bây giờ mình đi qua bên từ vựng ha. Thê cực kỳ là cờ thái cực. Trung an là trung tâm, center là trung tâm. Musori là góc, corner các bạn. Khuê là quế, tiram. Bạc khang là màu đỏ nha, bạc khang là màu đỏ, bạc khang là màu đỏ. Tiếp tục mình sẽ nói bên vừa bên từ vựng những từ tiếp theo cho các bạn xem nha. Là parang là màu xanh, xanh lục các bạn, blue. Chun quy là tôn quý, chân quý á, tôn quý. Hợp cho chi ta được hợp lại, hợp kép là hoa hợp các bạn, là hợp lại á, hợp giữa cái màu xanh và màu đỏ lại với nhau á. Còn chô hoa rúp ta là điều hòa giữa vũ trụ với nhau các bạn. Khách khách là mỗi nha các bạn. Các bạn nhớ màu
màu xanh và màu đỏ nó hợp lại, à, sự hài hòa giữa vũ trụ các bạn, sự hài hòa vũ trụ với nhau. Tiếp theo là Kanchuhata là nhấn mạnh. Kanchuhata là nhấn mạnh. Kurohata là xem xét. Kurohata là xem xét. Hoa hấp là hòa hợp. Kukkingin là ngày ký, ngày lễ của quốc gia. Các bạn nhớ là những cái đây là dễ bị ra thi đó nha các bạn. Kukkingin là ngày nghỉ lễ của quốc gia nha. Kukkingin là ngày nghỉ lễ của quốc gia. Changka là cửa sổ, ngang là window các bạn. National Day là ngày nghỉ lễ của quốc gia. Bây giờ mình đi tiếp theo là phần dịch. Là quốc kỳ của Hàn Quốc được gọi là Haekukki, cờ thái cực. Haekukki có hình thái cực màu đỏ và xanh lục nằm ở chính giữa trên nền tảng cờ màu trắng, và nó có bốn vẽ màu đen ở mỗi góc. Nền trắng thể hiện sự trong sáng, thuần khiết và mang ý nghĩa yêu mến, hòa bình. Mình sẽ đọc lại cho các bạn nghe một lần nữa ha. Quốc kỳ của Hàn Quốc được gọi là Haekukki, cờ thái cực. Haekukki có hình thái cực màu đỏ và màu xanh lục nằm ở chính giữa trên nền trắng và có bốn vẽ màu đen ở mỗi góc. Nền trắng thể hiện sự trong sáng, thuần khiết và mang ý nghĩa là yêu mến hòa bình. Phát âm là trong sáng các bạn. Xuân su là thuần khiết nha. Phiên hoa là hòa bình. Trong khi là tôn quý, hy mang là hy vọng. Hanatata là thể hiện. Uchu là vũ trụ. Là mình nói rất là nhiều cho các bạn nghe. Các bạn nghe đi nghe lại rất là nhiều thì các bạn sẽ nhớ rõ hơn nha. Chu hoa là sự điều hòa, sự hòa hợp. Bây giờ mình đi tiếp theo. Là mình dịch phần tiếp theo nha. Với hình thái cực ở trung tâm thì màu đỏ là sự trân quý, tôn quý. Màu xanh lục là đầy hy vọng, hy mang các bạn, hy mang hy vọng á. Chôn khi hy mang là hy vọng á. Rồi sự kết hợp của màu xanh và màu đỏ thể hiện sự hòa hợp của vũ trụ. Lúc nãy mình đã nói qua rồi á, bây giờ mình nói lại một lần nữa nha. Cho rõ hơn, các bạn nghe đi nghe lại nhiều lần thì các bạn sẽ nắm vững hơn ha. Bốn vẽ xung quanh mang ý nghĩa là kênh là trời, khoanh là đất, kham là nước và ly là lửa, nhấn mạnh sự điều hòa của tự nhiên. Mình sẽ đọc lại một lần cho các bạn nghe nha. Với hình thái cực ở trung tâm thì màu đỏ là sự tôn quý, trân quý. Màu xanh lục là hy vọng. Sự kết hợp của màu đỏ và màu xanh lục thể hiện sự hòa hợp của vũ trụ. Bốn vẽ xung quanh mang ý nghĩa là kênh là trời, côn là đất, cam là nước và ly là lửa, nhấn mạnh sự hòa hợp, sự điều hòa của tự nhiên. Sự điều hòa của tự nhiên. Chu hoa là sự điều hòa các bạn. Khẳng định là Kanchuhata nha các bạn. Kanchuhata. Cha dân là tự nhiên các bạn. Cha dân các bạn, mình nói đi nói lại rất là nhiều lần. Uchu là vũ trụ nha. Uchu là vũ trụ.
các bạn nhớ bốn vỉa nha, bốn vỉa cam con khôn cam ly nha. Và mình bây giờ mình sẽ tiếp tục dịch phần tiếp theo nha. Phần tiếp theo là khi xem xét đến ý nghĩa này thì có thể thấy The Cực Kỳ nhấn mạnh đến sự hòa bình và hòa hợp ở Hàn Quốc và ngày lễ quốc gia hay ngày kỷ niệm quốc gia, thì việc treo cờ The Cực Kỳ bên cạnh cửa nhà của mình hay là cửa sổ là chuyện bình thường. Mình nói sơ qua một xíu thì bên cái lá cờ của Hàn Quốc thì họ nhấn mạnh, họ nói về bên sự hòa hợp giữa vũ trụ trời đất nước lửa với nhau, sự hòa bình và sự thuần khiết, sự trong sáng, sự tôn quý của nó, không như lá cờ của Việt Nam của mình là tượng trưng cho máu đoàn kết, hay là cái quốc ca của Hàn Quốc không như bên Việt Nam của mình. Quốc ca của họ yêu đất nước, họ yêu đất nước, họ nói lên sự tinh thần vượt khởi của họ, không như mình là nói về bên chiến đấu chiến tranh rồi, không có nha các bạn. Thì nhìn vào lá cờ thì mình giải thích gì các bạn hiểu rồi đó. Họ nói về sự hòa bình, rồi sự trong sáng thuần khiết, sự tôn quý, sự hy vọng giữa trời đất nước lửa với nhau, giữa vũ trụ với nhau, trong tự nhiên sự hòa hợp đó. Nó không giống như bên Việt Nam, lá cờ Việt Nam. Thì khi mà giáo viên hỏi thì các bạn sẽ nói như vậy các bạn, chứ không giáo viên hỏi thì các bạn nói mỗi là hay là tóc cấp thê là không điểm nha các bạn phải biết nói ở nó khác nhau như thế nào và nó giống nhau như thế nào giữa quốc gia của Việt Nam và quốc gia của Hàn Quốc nhé các bạn. Cái phần này giáo viên hỏi thì các bạn phải biết mà nói nha. Khi mà xem xét đến ý nghĩa này thì có thể hiện thấy là The Cực Kỳ là nhấn mạnh sự hòa bình và hòa hợp nhé các bạn nha. Các bạn nhớ nói phần đó nha. Bây giờ mình sẽ đi đến phần tiếp theo là Nara Manta Cư Nara Đến Sang Chin Hà Đến Nô Rê Cúc Ca Y Tà Tê Hàng Minh Cúc Ế Sơ Nên Cúc Ca Ê Cúc Ca Rà Cô Hà Nên Tê Nara Đến Sà Răng Hà Đến Nore-ra-nen Bimi Kachiko-ta Yak Bek-en-nen Chen-bu-tho Sa-yong-fi-yo Une-kuk-ka-ren Chen-che Sa-chol-lo Gu-san-tue-yo It-nen It-nen-te Fi-yu-han-kuk-ka Hèn sa rên chê qua hạ cô rên yên chân man u rê kiên ngu khá mạnh đàn. Và phần này thì nói về bên cái e cúc ca là quốc ca của Hàn Quốc nha bạn. E cúc ca là quốc ca của Hàn Quốc. Ở đây là nói đó là mỗi đất nước đều có một bài quốc ca tượng trưng cho đất nước nha các bạn. Bên Việt Nam mình cũng như vậy. Ở Hàn Quốc, quốc ca được tên gọi là yêu quốc ca nha các bạn. Bài ca yêu nước mang ý nghĩa là bài chứa đựng tấm lòng yêu nước. Yêu quốc ca được sử dụng là từ 100 năm trước và được tạo thành bởi bốn lời. Chia thành bốn lời nha các bạn. Nhưng nhìn chung ngoại trừ những sự kiện quốc gia quan trọng ra thì đa số trường hợp chỉ là hát một lời thôi nhé các bạn. 1, 2, 1 chơi, 2 chơi, 3 chơi, 4 chơi. Và phần volume nha các bạn. Điệp khúc á. Bây giờ mình nói sơ qua cái từ vựng của phần E khúc ca. Sang Chin là tượng trưng rồi. Ekoka là quốc ca của Hàn Quốc nha. Chơi là câu á. Chơi là câu.
cái bài Ekoka thì nó sẽ có 4 câu. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Ví dụ tổng he môn khoa là câu đó là câu 1 này. Nam san ni là câu 2 này. Tổng he môn khoa be tu san ni. À, đó là câu 1. Mình hát qua một đoạn nha các bạn. Rồi câu 2 là Nam san ni e cho so namu chơi ca phê tô rư tô ba ram so ri. Cái phần Ekoka này chút nữa mình sẽ nói rõ hơn các bạn nghe nha. Bây giờ mình chút nữa mình nói rõ và mình dịch luôn cái phần Ekoka là cho các bạn nghe nha. Nói sơ qua phần bài ca yêu nước là ai quốc ca nha các bạn. E quốc ca là ai quốc ca, là bài ca yêu nước. Không như bên Việt Nam của mình là quốc ca là nói đến đội quân Việt Nam đi rồi chung làm cứu quốc rồi chiến đấu chiến tranh rồi. Nhưng mà bên Hàn Quốc thì họ không như vậy. Họ sẽ nói đến Đông Hải, nếu mà Đông Hải khô hoặc là núi đá mà có mòn thì trời cao thì sẽ bảo vệ đất nước của họ muôn năm luôn. Đó. Nói về cây thông trên đỉnh núi Nam San thì đứng vương vững trong sương gió, thể hiện nó giống như là mang áo giáp này, nó tinh thần vật khởi bảo vệ vậy các bạn. Trời thu trong xanh cao ngang dặm, không một bóng mây nhưng mà vẫn trong sáng ở trong tim, nguyên vẹn một hình hài. Với tinh thần trí óc, hãy trao cho lòng trung thành của chúng ta yêu nước, yêu đất nước trong gian lao hạnh phúc. Thì cái điệp khúc thì nó nói về sông núi hoa lợ dài 3.000 lý, mọc đầy hoa dâm bụt. Là hoa dâm bụt là một bông hoa các bạn. Người Đại Hàn vẫn đi mãi trên con đường Đại Hàn để bao vỡ chân lý của chúng ta. Đó, cái bài Ekoka là như vậy các bạn. Bây giờ mình tiếp tục, mình sẽ nói là bên cái phần Ekoka nha. Ở mỗi quốc gia đều có quốc ca. Quốc ca là một bài hát tượng trưng cho quốc gia đó. Quốc ca của Hàn Quốc được gọi là Ekoka, được gọi là ái quốc ca. Ekoka là một bài hát mang ý nghĩa về tình yêu đất nước. Ekoka được sáng tác khoảng 100 năm trước, gồm tổng cộng có 4 câu. Nhưng ngoại trừ những sự kiện quốc gia quan trọng thì hầu hết những trường hợp chỉ hát có một câu thôi các bạn. Thường thì hát cái một câu thôi, những sự kiện quốc gia quan trọng thì người ta sẽ hát hết 4 câu nha. Còn thông thường thì người ta sẽ hát một câu thôi. Trong khi mà thi á, khi mà đi thi thì khi mà thi phỏng vấn nha các bạn, họ sẽ hỏi cho các bạn, họ hỏi là bạn hãy đọc, hãy hát một câu một, câu 2, câu 3, câu 4, 104 câu các bạn. Nhưng các bạn phải thuộc hết để các bạn hát nha. Nhưng mà mình khuyên các bạn không nên tú câu 1. Các bạn tú câu 3. Thường là người ta sẽ hỏi về câu 3, câu 2. Thường là hay là có thể là người ta gọi câu 4, có thể là người ta hỏi câu 1, nhưng mà thường là người ta hỏi câu 3. Nha các bạn. Các bạn nhớ học thuộc câu 3 nha, để các bạn vô thi để các bạn còn biết nha. Còn nếu mà thi trắc nghiệm á thì người ta sẽ cho một câu trắc nghiệm thì các bạn phải biết. Ví dụ như hỏi là tông he mun khoa bet tu san ni mo 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 .. là đông he và chấm 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 và muruko
là cái dưới là gì, là Bét Tu Sanh Ni, là các bạn phải biết là cái núi Bét Sanh nha, các bạn điền vào đó, các bạn phải biết là biển Đông và núi Nam Sanh. Đấy, dù biển là có khô hay là núi mà có mồm đó, thì trời cao sẽ bảo vệ và đất nước Hàn Quốc là bảo vệ chúng ta. Tổ quốc muôn năm, Manse thường hay là Manse người ta biểu tình rồi, hay Manse là muôn năm, vạn tớ vậy, giống như từ vạn tớ là Manse vạn tớ thường nghe câu đấy mà có phim rồi các bạn nghe. Tiếp theo là Kukie Tehan Mingsil là lời tuyên thệ trước quốc kỳ của Hàn Quốc. Cái người Hàn người ta khi mà người ta tuyên thệ, người ta sẽ giống như là người ta đặt tay phải lên ngực trái trong lúc mà người ta hát quốc ca các bạn. Người ta đặt cái tay phải lên ngực trái để người ta hát quốc ca nha. Đấy là người ta nói về tinh thần yêu nước đấy các bạn. Thì cái bài Ekoka này các bạn nhớ phải học thuộc nha, không mà khi mà vô phỏng vấn người ta cái câu này ăn điểm rất là dễ ăn điểm, mà các bạn không ăn điểm được cái câu này thì rất là hối tiếc nha các bạn. Dù đông hải khô cạn, núi bạch đầu mòn, trời sẽ bảo vệ chúng ta, tổ quốc muôn năm. Câu 1. Câu 2 là cái thông trên đỉnh núi Nam Sơn cao vườn vườn. Câu 3 là trời trong xanh rồi các bạn. Câu 4 là tinh thần và trí óc nha. Tiếp theo mình sẽ nói qua bên Hàn Quốc Eso Trung Du Hàn Hàn Sa Rin Hàn Tế Thế Cúc Kie Tê Hà Yô Chuyện Rò Rừng Hàn Tà Y Tê Rên Ô Rừng Mùn Nương Quên Chóc Cạp Xung Ê Tê Cô Nà Nên Chà Răng Sư Rập Quân Thế Cúc Kie Ả Phê Chà U Bút Bô Chong Yô Un Tê Hàng Minh Cúc Vy Mù Công Hoa Dân Công Huy Dân Công Nguyên Huy Hành Nhớ Trung Soan Rưng Ta Hàn Cơ Sơn Cơ Cơ Ta Chim Phim Tạ Hàm Tạ Ra Nên Miên Sê Rưng Cá Thi Hà Kỳ Tô Hàm Tạ. Câu này á là giống như là một cái ý nghĩa tượng trưng đúng không ạ? Ở Hàn Quốc thì khi mà các bạn hát quốc ca thì các bạn đặt tay phải lên trái vậy. Rồi cái mù công hoa. Mù công hoa là cái hoa dâm bụt nha. Làm con dấu là biểu tượng cho nước Đại Hàn Dân Quốc nha các bạn. Mù công hoa là con dấu nha, là biểu tượng cho nước Đại Hàn Hàn Quốc, là con dấu á, con dấu của chính phủ nha các bạn, là mù công hoa nha, hoa dâm bụt nha. Khi mà những ngày lễ thì khi mà treo cờ thì những ngày lễ, ví dụ ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ thương binh liệt sĩ các bạn, khi mà các bạn treo cờ Hàn Quốc thì các bạn nó có một cái cục trên đầu, trên chóp cờ, các bạn treo trục xuống dưới nha, treo thục xuống dưới mới đúng là ngày lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ của Hàn Quốc nha các bạn. Các bạn nhớ để sau này ví dụ các bạn có biết để nói hay là các bạn thi thì nó sẽ ra phần này nha.
ngày kỷ niệm, ngày kỷ niệm đó mày. Wow, nghe xíu à. Nói nãy giờ đuối luôn. Ok. Và các bạn đọc nha. Các bạn nãy giờ đọc xong chưa? Bây giờ mình qua phần kế tiếp nha các bạn. Bây giờ mình đi tiếp theo là ở, mình dịch phần nãy nha các bạn, bài nãy nha. Ở Hàn Quốc, khi có các sự kiện quan trọng thì làm lễ trao cờ trước quốc kỳ. Lúc này thì tay phải đặt lên ngực bên trái và tuyên thệ như sau: tôi cam kết trung thành hết mình với vinh quang vô tận của Đại Hàn Dân Quốc, tự do và chính nghĩa trước cờ Thái Cực đầy tự hào. Hào hùng các bạn. Mình không phải là người Hàn Quốc nhưng mà mình nghe câu đấy mình rất là tự hào, sôi máu trong người, giống như mình giống như bên Việt Nam của mình nha các bạn. Mình nói những câu nói mà nổi lên lòng yêu nước, tự tôn của dân tộc nha, lên kiểu vậy, lên máu luôn à. Đọc lại một lần nữa nha. Ở Hàn Quốc, khi có các sự kiện quan trọng thì làm lễ trao cờ trước quốc kỳ. Lúc này thì tay phải đặt lên ngực bên trái và tuyên thệ như sau: tôi cam kết trung thành hết mình với vinh quang vô tận của Đại Hàn Dân Quốc, tự do và chính nghĩa trước cờ Thái Cực đầy tự hào. Được không? Ở Việt Nam mình thì có câu gì ta? Việt Nam viết thắng, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Khi mà chơi bóng đá thì Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Có những câu nói thì rất là đi sâu vào lòng người, nghe thì gợi lên cái lòng yêu nước, tinh thần quật khởi dân tộc. Các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi đến những từ vựng nha của phần nãy, của phần tuyên thệ nha. Miên xê, miên xê là tuyên thệ, lời tuyên thệ. Miên xê, lời tuyên thệ. Cúc kia khăn lo hắn ta, làm lỡ chào cờ. Cúc kia khăn lo hắn ta, làm lỡ chào cờ. Cha răng sư đập ta, đầy tự hào. Cha răng sư đập ta, đầy tự hào. Cha du rập ta, tự do. Cha du rập ta là tự do. Cho nghi rập ta là chính nghĩa. Chính nghĩa, đó là những từ vựng của phần tuyên thệ của cờ Hàn Quốc nha các bạn. Đó là những cái từ vựng đó. Tiếp theo mình nói thêm một lần nữa cái từ vựng. Mình đọc thêm một lần nữa nè. Miên xê, lời tuyên thệ. Miên xê, lời tuyên thệ. Cúc kia khiêng lo hạ ta, làm lỡ trao cờ. Cha răng sư rập ta, đầy tự hào. Cha răng sư rập ta, đầy tự hào. Cha du sư rập ta, tự do. Cha du sư rập ta, tự do. Cho nghi rập ta là chính nghĩa. Cho nghi sư rập ta là chính nghĩa. Tiếp theo mình sẽ đi theo phần kế tiếp nha các bạn. Phần kế tiếp, kế tiếp là như sau: mu công ha tà là vô tận, vô cùng. Mu công ha tà, vô tận, vô cùng.
Giang công là vinh vang. Dân, dân cung là vinh quang. Dân cung là vinh quang. Chưng sót ha ta. Chưng son ha ta là trung thành. Chưng son ha ta là trung thành. Cột khê là chắc chắn, vững chắc. Cột khê là chắc chắn, vững chắc. Đó là từ vựng nha mọi người, từ vựng của bài gốc ca. Ta chim ha ta là quyết, hứa, chắc chắn. Gương gương, một từ gương. Mu công ha ta là vô tận, vô cùng. Nhôn công là vinh vang. Từ đây mình nên học các bạn. Nhôn công là vinh vang. Chưng sót ha ta là trung thành. Chưng sót ha ta là trung thành. Cột kê chắc chắn. Ta chim ha ta là quyết, hứa, chắc chắn. Mình nói các bạn nghe không kịp, các bạn tôi đi tôi lại nhiều lần để các bạn xem nha các bạn. Các bạn xem đi xem lại nhiều lần thì các bạn sẽ nắm rõ hơn. Để các bạn vào phòng thi thì các bạn không bị bỡ ngỡ giữa giáo viên và không bị bỡ ngỡ khi mà làm bài bài trắc nghiệm nha. Phiên hoa, thiên hoa hoa hòa hợp. Vô công hoa, vô công ha ta là vô tạo vô cùng. Dân công là vinh vang. Ok, tiếp theo mình sẽ đi đến phần kế tiếp nha. Các bạn nghe không kịp thì các bạn bấm dừng lại để các bạn đọc nha. Mình sẽ đi đến bài Ekoka. Các bạn nhìn lên màn hình nha. Mình đọc hết cho các bạn nghe nha. Ekoka nghĩa là ái khúc ca. Lời 1. Đông he, mình hát luôn các bạn. Tông he mun kwa bek tu san ni maru ko toro hanu ni bo ha sa uri na man se. Không biết mình hát có bị dính văn quyền không nữa. Nhưng mà thôi, cứ hát đi. Bài lời 2. Ichir nam san wie che so namu choi kapun turu param sori bu ha puri ki ki san nin se. Là 3. Ka un hanu ko honte noku ku opsi ba un ta uri ka sum vien ta vai che ui ui ya. Là 4 các bạn. Ki san kwa i ma ro yu so ku ta ha ku ro na ku na na ra sa ra han se. Câu đi khúc nha. Mù công hoa sáng chân đi hoa rò hàn sáng tê hà sa rạp tê hà nữ rô cà thi bô chân hàn xê. Các bạn thông cảm, mình nói nãy rất khoa học nên là bây giờ mình hát nó không được hay nha các bạn. Nghe nha các bạn, nhìn theo màn hình và các bạn luyện đi luyện lại nhiều lần nha các bạn là các bạn sẽ hát được thôi. Bài này có điệu nhạc là opera nha các bạn, nhưng mà mình đưa nhạc không phải opera vào nha, chứ đưa nhạc opera vào là các bạn hát được. Tiếp theo mình sẽ dịch vở tiếng quốc ca nha. Câu 1. Dù đông hay khô cạn, núi bạch đào mòn, trời sẽ bảo vệ chúng ta, tổ quốc muôn năm. Câu 2. Cây thông trên đỉnh núi Nam Sơn đứng vững vàng trong sương gió, như thở được mang giáp
tinh thần quật khởi của chúng ta cũng như vậy. Ghê không? Có một, dù đông hải cạn khô, núi bạch có đầu mòn, trời sẽ bảo vệ chúng ta, vương quốc muôn năm. Câu hai là cái thông trên đỉnh núi Nam Sơn đứng vững vàng trong sương gió, như thở được mang giác tinh thần quật khởi của chúng ta cũng như vậy. Wow, rất là cái cúc can của ta rất là hay các bạn, rất ý nghĩa. Dù đông hải, dù có biển mà biển đông á, mà có khô á, núi mà có mòn á, trời cũng sẽ bảo vệ chúng ta muôn năm vạn tới mà. Cây thông trên đỉnh núi Nam Sơn, cây thông mà trên núi Nam Sơn thì rất là nhiều và rất là vững vàng, chắc trong sương gió còn có thể giống như là bảo vệ.